Hello anh em, xin chào mừng anh em đã quay trở lại với Hacom Quick Review. Các bạn thấy trên bàn mình đang có một cái sản phẩm to ơi là to đây đúng không? Và giá tiền em nó cũng to như thế luôn nhá. Giới thiệu với các bạn một chiếc card đồ họa đến từ Inom 3D. Đó chính là RTX 3070 iQ X4 8GB. X4 là nghĩa là chúng ta sẽ có 4 cái fan ở trong chiếc card đồ họa này. Mức giá to to của em nó sẽ là khoảng 24.999.000 đồng. Thôi thì nói tròn là 25 triệu nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở ra để xem là bên trong của em nó có thực sự hầm hố như cái hình mà chúng ta nhìn thấy ở bên ngoài này không. Và lưu ý luôn là đây là một phiên bản đã được overclock sẵn, thế nên nó sẽ có hiệu năng mạnh hơn so với RTX 3070 thông thường nhá. Ôi, to quá. Không phải là cái nào to cũng đắt, nhưng mà thực sự là cái card đồ họa này vừa to vừa đắt mọi người ạ. Đắt là ở đây là đắt với những cái game thủ tầm trung hoặc là những cái anh em nào đấy mà chỉ muốn build một bộ PC khoảng 30 triệu thôi thì chắc chắn là sẽ khá khó để có thể sở hữu được chiếc card đồ họa này đấy. Nó còn to quá. Rồi, và đây rồi, một chiếc hộp màu đen quen thuộc mà mình hay nhìn thấy ở các hãng card đồ họa tầm cao cấp một tí. Đây sẽ là một phiên bản card đồ họa gần như là cao cấp hàng đầu của Inno 3D rồi, và nó sẽ hướng tới đối tượng người dùng là các anh em game thủ chơi những cái tựa game kiểu AAA này, rồi là độ phân giải 4K này, rồi là max setting này. Đấy, cầm khá là tốt. Ủa, nặng quá, không cầm nổi được bằng một tay luôn. Chúng ta sẽ có nhân vật chính ở đây, đó chính là chiếc card đồ họa Inno 3D RTX 3070 IQ X4 và 8GB. Sẽ được tặng kèm thêm một cái dây hình như là dây nối dài sinh kiểu giữa LED RGB với cả main thì phải. Mình cũng không chắc nữa. Và chúng ta sẽ có thêm một cái tool nữa để vặn ốc hình chữ L nữa. Thực sự là cái cảm quan ban đầu của mình khi mình nhấc em này ra khỏi hộp là nặng vãi chửa mọi người ạ. Nặng vãi luôn ấy, kiểu không thể cầm được một tay như này luôn. Muốn rớt cái cạc. Với kích thước to như thế này thì chắc chắn là em nó sẽ chiếm khoảng 3 slot, bao gồm cả cái phần tản nhiệt nữa thì sẽ chiếm khoảng 3 slot trên vỏ cây của các bạn luôn. Và đây sẽ là một cái thiết kế 3 quạt ở mặt này nhá, 3 fan tản nhiệt ở đây. Và có thêm một cái fan nữa để quay ra đây cho các bạn thấy nhá. Đây, sẽ có một cái fan nữa ở góc bên này nữa, một fan khá là nhỏ xinh để kiểu hỗ trợ cho cái phần tản nhiệt của em nó được perfect hơn, được hoàn hảo hơn, được nhiều cái khả năng tản nhiệt nhiều hơn nữa. Và những cái chiếc quạt này thì đã được Inno 3D sử dụng của hãng Style, thì đó là một trong những cái hãng mà sản xuất tản nhiệt cho máy tính nổi tiếng toàn cầu luôn, và hầu như là ai sử dụng thì cũng sẽ biết đến cái hãng này, thì chính vì thế nó cũng sẽ đảm bảo một phần nào cho phần chất lượng của các bạn. Kết hợp 4 cái quạt này cộng với cái phần tản nhiệt rất là lớn như thế này nữa, cả cái phần ấm ở trong này nữa, thì có thể giúp cho cái nhiệt độ của card đồ họa của chúng ta sẽ ở trong cái ngưỡng hợp lý. Về ống đồng thì nó sẽ có tổng cộng là 7 ống đồng nhé, trong đó sẽ có 4 ống đồng ở phía bên phải này và có 3 ống đồng ở phía chạy theo hướng về phía bên trái này nữa. Về cái phần thiết kế tổng quan thì nó hầm hố thực sự luôn đấy, nó khá là nhiều những cái đường cắt xẻ rồi là ốc này, xem cái mặt đằng sau nó có hầm hố như thế không, cũng rất là hầm hố. Đây, có những cái đường cắt xẻ rồi, có phần flow through để cho gió được luồn qua. Nói chung là mình thấy cái card này, một cái phần hiệu năng nó khỏe như thế thì chắc chắn là nhà sản xuất sẽ rất là quan tâm đến cái khả năng tản nhiệt của em nó như thế nào rồi, để có thể không bị giảm cái hiệu năng khi mà nó bị lên một mức cái nhiệt độ quá cao. Với một chiếc card màn hình to như thế này thì chắc chắn là các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là em nó có cổng nguồn phụ không đúng không? Thì đương nhiên là phải có rồi, để có thể cân tốt cho cái nguồn, cho cái card đồ họa to lớn như thế này thì chúng ta sẽ có tận 2 cổng nguồn phụ 8 pin ở vị trí này nhá. Đó. Rồi chúng ta sẽ nói đến cổng kết nối luôn. Thì em RTX 3070 iQ X4 này thì sẽ có tổng cộng 4 cổng kết nối ở mặt này. Trong đó sẽ có 3 cổng DisplayPort 1.4 và một cổng HDMI 2.1 cho các bạn nhá. À đúng rồi, có một cái này mình muốn nói. Lúc nãy mình đập hộp đúng không? Mình sẽ lấy ra một cái dây ở trong cái túi trắng trắng ấy, thì đó là dây kiểu kéo dài của RGB. Thì đây, các bạn sẽ thấy cái vị trí để cắm cái đấy. Đây, đâu, khoảng này này. Đó, để cho các bạn cắm vào đấy để chúng ta có thể nối dài ra thêm và mở rộng ra thêm RGB cho mọi người nhá. Và mình hy vọng là với cái tính năng mở rộng này thì RGB của chiếc RTX 3070 iQ X4 này sẽ trông đẹp mắt hơn một xíu nữa. Và các công nghệ có thể kể đến ở chiếc Inno 3D RTX 3070 OC sẵn iQ X4 này thì chúng ta có thể kể đến những cái công nghệ cũng tương đối nổi tiếng của Nvidia thì các bạn cũng biết rồi, và có thêm một cái công nghệ nữa về tùy chỉnh LED, bởi vì cái mặt bên này nó sẽ có LED RGB cho các bạn có thể tùy chỉnh qua cái phần mềm, đó là RGB Lighting. Nhưng mà mình thấy là cái LED này sao nhờ, kiểu
nó không được hiện đại cho lắm, và nó cảm thấy không không quá thực sự là bắt mắt. Khi mà chúng ta lắp vào vỏ cây thì nhìn nó cũng chưa sang cho lắm ấy. Thì mình thấy với một mức giá như thế này thì Innova Day có thể trang bị cho em nó một cái kiểu led đẹp hơn, với cả có thể là do cái phần thiết kế nữa, chỗ này tương đối gồ ghề nên là cái phần hiển thị nó ra nó không được như ý mình mong muốn cho lắm. Một cái công nghệ nữa có thể kể đến đó chính là nhân RT của Nvidia, thì sẽ giúp cho chúng ta có cái phần mềm ray tracing, khiến cho các bạn nhìn thấy là ánh sáng này cũng như là bóng của đồ vật hay là của nhân vật ở trong game thì trông nó thực tế hơn, trông nó giống với bên ngoài hơn, thì sẽ giúp cho chúng ta có thêm một cái trải nghiệm chơi game mượt mà. Và đương nhiên rồi, vẫn sẽ có Nvidia Ansel để có thể giúp cho các bạn chụp ảnh trong game một cách rõ nét, với cả chất lượng đó là HDR. Thì nó cũng khá là cơ bản với những cái phần mềm này, thì chắc hẳn là các bạn nếu mà tìm hiểu về những chiếc card đồ họa sử dụng GPU đến từ Nvidia thì gần như là đều đã nắm bắt được hết những cái công nghệ mà mình vừa nói trên rồi. Xét về hiệu năng thì đương nhiên rồi, nãy giờ mình đã nói quá nhiều về cái vấn đề overclock, thì em này do cái khả năng tản nhiệt của em nó được boost lên nhiều như thế, thế nên là xét sẵn ở BIOS của em nó đã ở chế độ overclock, suy ra nó đã mạnh hơn so với em RTX 3070 thông thường rồi. Và số nhân CUDA của em nó đạt hơn 6.000 nhân, nếu mình nhớ không nhầm là 6.001 hay 6.002 nhân gì đó, khá là nhiều. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có 8GB RAM DDR6X nhá. Đấy, cũng cho một cái tốc độ nó nhanh hơn. Về cái LHR thì các bạn cũng biết là cái sự bão co hiện ra thì cái card, một số card và một số nhà sản xuất card họ cũng đã cho thêm một vài công nghệ vào để có thể hạn chế người đào coi mua card để cho giá card của nó rẻ hơn. Thì đây chính là một cái công nghệ đó, đó là LHR, thì sẽ giúp hạn chế cái khả năng đào coi. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ không hề ảnh hưởng đến cái khả năng chơi game của mọi người đâu nhá. Nên là mọi người hoàn toàn yên tâm với các anh em game thủ thuần túy, không phải là dân đào coi, không phải dân tìm trâu cày, thì chiếc RTX 3070 IQ X4 8GB OC này sẽ hoàn toàn phù hợp với các bạn. Chỉ là mức giá của em nó cũng khá là cao và hơi khó tiếp cận mọi người một chút thôi, khi mà rơi dao động khoảng 25 triệu nhá. Nếu anh em quan tâm thì và nếu anh em tiền không phải vấn đề thì ok, hãy click vào link bên dưới, chúng mình đã để sẵn link sản phẩm trên web của Hacom rồi, anh em click cái là có thể dinh em nó về luôn nhá. Sản phẩm này thì có lẽ là chúng mình sẽ bán kèm với PC, còn mình không chắc là có bán lẻ không. Nếu mà anh em muốn mua lẻ thì có thể liên hệ với đội kinh doanh bán lẻ của Hacom thì các bạn ấy sẽ hỗ trợ cho mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và mong hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.